Lâu không gặp. Tao muốn mày gọi một cuộc điện thoại. Cho ai? Trong đấy chỉ lưu duy nhất một số thôi. Vì sao? Vì tao bảo mày làm. Nếu không thì sao? Chẳng sao cả. Nhưng sống chết bây giờ nó mong manh lắm. Một khoảnh khắc không có thuốc. Một ly rượu trên bàn tiệc. Hay là vào một ngày đẹp trời, tự nhiên sẽ mất phanh. Số máy bị chặn. Gọi số lưu trong máy mày. Số của ai? Long nhà thổ. Tôi muốn gặp ông. Chúng ta đã xác định được trùm băng liên minh, kẻ cho Đặng Trung mượn lực để đấu với Tuấn Mỏ là Long nhà thổ. Long nhà thổ, sát thủ ngày xưa, đã mãn hạn tù, hiện tại là cổ đông giấu mặt cho khu resort Thiên Linh và tổ hợp thương mại Starfire. Thời buổi gì mà toàn dân anh chị ra làm ông chủ lớn ấy? Thời đại kim tiền mà, đồng tiền có thể mua được tất cả, cả địa vị lẫn thân phận. Có thể thấy Long nhà thổ đang đi vào con đường cũ của Tuấn Mỏ, còn có tham vọng thay thế Tuấn Mỏ trong tương lai. Tôi nghĩ là nó sẽ không tới đâu, vì tôi và nó cũng không thân thiết. Nó tới hay không tao tự biết. Mày muốn trình bày lên phường. Nó sẽ đến vì nó muốn làm ăn với tao. Tôi có quan điểm, một người làm việc quá lệ thuộc vào cảm xúc thì sớm hay muộn cũng sẽ làm hỏng việc. Chả giấu gì anh, Trần Đình Cương là một người như vậy. Và nói thật, anh ta rời khỏi ngành vì làm ảnh hưởng uy tín của tập thể, khiến cho dư luận có cái nhìn phiến diện vào cơ quan điều tra. Các anh đã đưa anh ta vào danh sách tình nghi chưa? Em có gì phản biện không? Dù đưa vào hay không thì đó là bí mật công tác. Tôi đề nghị anh tham gia thẩm vấn, lấy cung đối tượng Nguyễn Văn Phi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố hình sự đối tượng này. Đó là việc của bên điều tra kinh tế chức vụ, tôi không tiện xem vào. Tôi lại nghĩ
đối tượng Phi có liên quan đến vụ sát hại gia đình Hoàng Bách Việt năm xưa. Anh có bằng chứng? Tao vẫn nghĩ mày là thằng bắn tao hôm đó. Mày còn nghĩ, chứng tỏ mày chưa chắc chắn. Mà sự thật thì khác hơn mày nghĩ nhiều. Đối với tao bây giờ sự thật không quan trọng. Tùy mày thôi. Nếu mày muốn kẻ đó là tao, có thể xử tao ngay tại đây. Nhưng nếu xử tao, có thể mày sẽ để vuột mất kẻ thù thực sự. Có phải mày đang nghĩ thế không? Một thằng đầu đất như mày thì sẽ không nói được ra những câu đấy. Thời thế thay đổi rồi, đội trưởng Cương ạ. Cái ngày mày bước vào phòng hỏi cung với con mắt trộn, tát thẳng vào mặt tao, qua lâu rồi. Giờ tao là doanh nhân, tuân thủ luật pháp. Còn mày lại trở thành cái thằng trộm chó bắt mèo, làm bất cứ việc gì để có cái đút vào mồm. Thối quá. Thối vẫn phải ăn để mà sống, mà trả thù. Mày nghĩ tao đến đây một mình à?